Phần thi lý thuyết có thật sự khó như những gì các bạn suy nghĩ không? Các bạn cứ xem hết video này, các bạn sẽ thấy được là ánh sáng sẽ cúi ở đường hầm, được chưa? Qua cầu. Xe nào phải nhường đường là đúng nguyên tắc giao thông. Các bạn nhớ giùm cho mình, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc, tại vì xuống dốc là cái quán tính các bạn sẽ nhẹ hơn, lên dốc sẽ nặng nề hơn. Vậy thì xe xuống dốc là phải nhường đường nha. Đây hỏi xe nào phải nhường là xe con A, lượm là bán số 1, sao sai? Qua cầu tiếp theo. Xe con quay đầu điếu ngược lại như hình này, đúng mà, là vi phạm nguyên tắc giao thông hay không? Có vi phạm nguyên tắc giao thông hay không các bạn? Nhìn đi. Đây nè các bạn, xe con hoành đầu nhưng ở đây không có biển báo cấm hoành đầu, đúng chưa? Nhưng mà mình nhìn kỹ cái hướng mũi tên, nó hoành đầu nè. Hoành đầu mắc cái mớ gì không hoành đầu ở trong giao lộ mà hoành đầu đè lên mặt người đi bộ là vi phạm rồi, là sai rồi, nhớ nha. Sau này ra đường tham giao thông là không được hoành đầu xe đè lên mặt người đi bộ, ok chưa? Đó là vi phạm, lùm cho thầy đáp án số 2, sao sai? Qua cầu. Rồi các bạn nhớ cho mình cái mẹo gì? Mẹo khi thấy các xe ship hàng đua với nhau, khỏi đọc đề liền. Vô cho mình nhìn thẳng nè. Khi thấy các xe ship hàng đua với nhau thì ta lấy xe cuối cùng đếm có bao nhiêu bánh xe trừ đi một bánh xe là ra đáp án, được không? Ví dụ như trường hợp này nè, xe cuối cùng là xe ô tô con là 4 bánh thì trừ đi một bánh xe là ra ba bánh xe, chọn 3. Xe cuối cùng là xe mô tô 2 bánh trừ đi một bánh xe còn lại một bánh xe, chọn 1, hiểu chưa? Rồi như trường hợp này, xe nào cuối cùng? Xe mô tô 2 bánh cuối cùng. Đúng không? Tại vì ông chạy chậm nhất là bị bô địch bắt lại tháo một bánh xe còn lại một bánh, chọn 1, lụm, sao sai? Quá đơn giản đúng không? Qua cầu tiếp theo. Rồi, đi với trường hợp này, phần xa hình có nhiều chữ, các bạn nhớ ngay cái mẹo nè. Mẹo về phần xa hình có nhiều chữ thì cứ chọn cho mình đáp án nào an toàn nhường đường giảm tốc độ, lụm, được chưa? Rồi, phần xa hình nè, có nhiều chữ nè, được chưa? Rồi kiếm đáp án nào an toàn giảm tốc độ nhường đường, lụm, đây nhường nè, nhường lụm nè, sao sai? 1 câu 2 giây, hiểu chưa? Thật ra 600 câu họ luôn khuyến khích các bạn là người lái xe có văn hóa là luôn nhường nhịn, được chưa? Qua cầu. Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng nguyên tắc giao thông? Ở đây mình xét biển báo đi, đúng không? Biển báo này là biển báo cấm rẽ phải mà cái hướng số 4 này rẽ phải là sai rồi, được chưa? Đi thẳng được không? Được, bình thường. Hoành đầu được không? Được, đâu có biển báo cấm hoành đầu gì đâu. Đi qua đây, đi thẳng lên là sai. Đây là biển báo cấm gì à? Cấm đi ngược chiều. Mà đi theo hướng số 3 là đi ngược chiều rồi. Vậy thì những hướng nào đi là đúng nguyên tắc giao thông là hướng 1 và hướng 2. Lụm cho mình đáp án số 2. Sao sai? Hiểu không? Quá dễ nha. Cái đó là kỹ năng các bạn nhìn vào biển báo. Ok chưa? Rồi để hỏi sao mà xe nào phải nhường đường, đúng không ạ? Là đúng nguyên tắc giao thông. Xe già, xe A người ta đang đi lên bình thường nè. Ông xe B muốn đi tấp vào bên phải để đi ghé vào, đúng không? Hoặc là dừng lại hoặc là mua đồ, đúng không? Nhưng mà đi cúp đầu xe con A được không? Sai. Vậy thì trường hợp này xe nào phải nhường? Đó là xe B phải nhường. Xe A đi thẳng qua rồi xe B mới ghé vào, được chưa? Lụm đáp án số 2, làm sao sai? Quá đơn giản nha. Rồi, ở đây có phần phần xa hình có nhiều chữ thì các bạn nhớ cho mình nè. Mẹ khi thấy phần xa hình có nhiều chữ nè, chọn đáp án là gì? An toàn, đó mà nhường đường giảm tốc độ, được chưa? Rồi ở đây nè, phần xa hình nè có nhiều chữ nè, thì kiếm đáp án nào có chữ an toàn hoặc là nhường đường giảm độ, ok chưa? Nhường nè, đúng không? Lùm cho thầy đáp án có chữ nhường, sao sai? 1 câu 2 giây chứ bao nhiêu. Quá đơn giản đúng chưa? Rồi lại là mẹo đua xe, thấy các xe xếp hàng đua với nhau ta lấy xe cuối cùng nè, xe kiểu chỗ chậm nhất bị bắt lại nè, à là xe ô tô con có 4 bánh tháo một bánh xe ra còn lại 3 bánh xe, chọn đáp án số 3, lụm, làm sao sai? Mẹo đua xe nè, lấy xe cuối cùng là điểm bao nhiêu bánh xe trừ đi một bánh xe, chọn đáp án, đúng không? À ok chưa? Qua cầu tiếp theo. Rồi các bạn nhìn đi ạ, nhớ cái mẹo vô mà. Mẹo khi thấy xe tải xuất hiện bên trái và có nhất 1 biển báo thì luôn chọn đáp án số 2, không bao giờ sai. Trong sách mẹo này chứ không có đầy đủ chân nè, đúng không ạ? Đây nè, mẹo khi thấy, đúng không ạ? Khi thấy xe tải, đúng không ạ? Đó xuất hiện bên trái, đúng không ạ? Và có nhất 1 biển báo, tôi mở hoặc ra biển báo nào cũng được thì ta chọn đáp án số 2. Đã như trường hợp này nó không bao giờ sai, còn rất nhiều câu dạng này, ok chưa? Tí xíu nữa sẽ gặp lại. Rồi, người lái xe có thể quay đầu như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? Ở đây là biển báo cấm gì ạ? Cấm để trái thôi. Các bạn nhớ 5 chữ vàng không? Vẽ gì thì cấm đó. Có nghĩa là cấm để trái là chỉ cấm để trái thôi. Đi thẳng được, phải được, hoành đầu được, bình thường. Vậy thì đề hỏi là được quay đầu theo hướng nào? Ở đây nè, hoành đầu nè, cả hai hướng này đang hoành đầu. Vậy thì chưa nói ông nào vi phạm, được chưa? Là hoành đầu là được rồi đó. Rồi, bây giờ mình xét nè. Muốn hoành đầu thì phải đi vào trong giao lộ, có nghĩa là vào ngã 3, ngã 4, vào trong giao lộ rồi mới được hoành đầu, được chưa? Hoành đầu mà đè vạch cái đi bộ là cũng sai, hoành đầu mà đè lên vạch liền là cũng sai. Vậy thì trường hợp này hoành đầu theo hướng nào là đúng? Hướng A, đúng không ạ? Hoành đầu theo hướng A là đúng nè, đi vào giao lộ ra hoành đầu, chính xác, không bao giờ sai. Còn nôn nóng cái gì mà hoành đầu liền nghe không? Hoành đầu vội vậy ông, đè vạch liền là sai rồi, mắc bánh mì. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video, còn rất nhiều video ở phía sau, nhớ đón xem, follow giùm này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye nha.